Đừng có làm thịt lụa chay nữa. Làm món này ngay đi. Vừa ngon, vừa đơn giản, lại dễ làm đúng quý vị. Có thể ăn với bún, bánh mì, hay là ăn với đơn giản với cơm thôi, cũng rất là ngon. Rồi, Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay lại với kênh của Quỳnh Phương, món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm nha. Rồi, bây giờ thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp để thực hiện cái món chay ngon từ nấm này với Quỳnh Phương ha. Chấm với miên tương ớt nữa, rất là bắt luôn đó quý vị. Rồi, bây giờ á, thì trước tiên thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương một cây nấm đùi gà. Nấm đùi gà thì chọn cây to ha. Cây này khoảng 200 gram nữa quý vị. Với một củ cà rốt, nó cũng ngang ngang vậy đó, cũng bằng bằng đó. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi mình rửa cái phần nấm. Nên Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là nước muối pha loãng nha. Mình sẽ rửa nấm trong nước muối pha loãng. Và chúng ta có thể bỏ một cái muỗng bột năng vào đây để mình rửa nấm rùi rà này cho nó sạch hơn cũng được nha. Thì tùy mình thôi. Quỳnh Phương thì bữa nay mình rửa với muối thôi. Đó thì rửa thiệt sạch nha. Mình chà chà vậy nè. Rồi ngâm cái nấm này trong đây cũng khoảng vài phút cũng được. Rồi, sau khi để cái phần nấm đó đi, bây giờ mình sẽ đi gọt cái củ cà rốt này. Đó, mình gọt sạch vỏ luôn. Nó rửa sạch nha. Rồi hả gọt. Rồi sau khi mà gọt cà rốt xong thì mình cũng để vô cái phần nước muối pha loãng này mình rửa để sát khuẩn luôn nha. Bây giờ mình sẽ đem ra nè. Rồi mình đi cắt ra. Đó, cái nấm này nó hơi to nên mình sẽ cắt làm hai. Sau đó thì mình sẽ cắt thành những cái lát mỏng mỏng ha. Đây, như vậy đây. Đó, chưa tới 1 cm thôi quý vị. Nó mỏng á. Mỏng cũng vừa vừa thôi nha. Đừng có mỏng quá, lát mình cũng khó làm. Rồi, tiếp theo thì cà rốt. Cà rốt thì mình sẽ sắt xéo cho nó dễ nha. Tại củ này cũng nhỏ, mình cắt làm hai thì nó nhỏ lắm. Mình khó để mình làm. Cho mình sẽ sắt xéo nè. Nhìn cho cái miếng cà rốt nó dài á. Rồi, giờ mình để qua đây. Tiếp đó thì chúng ta bắc một cái nồi nước lên. Nồi nước cho vô một miếng muối nè. Sau đó thì cho cà rốt vào. Mình có thể chần cà rốt trước rồi hả cho nấm vào cũng được. Nếu mình cho vào một lượt thì một lát á mình cũng phải rắp cà rốt ra trước nha. Đó, mình đảo đảo qua khoảng 2 phút là mình chuẩn bị để mình đem cà rốt ra trước. Để cà rốt nó giòn nó ngon á, nấm thì mình chần kỹ một xíu cho nó chín luôn. Rồi, giờ Quỳnh Phương sẽ đem cái phần cà rốt ra trước nha quý vị. Nó nằm ở dưới nè. Có thể mình chần cà rốt đi. Mình lấy ra trước rồi mình cho nấm vào thì nó sẽ tiện hơn nha. Mình cho vào ở đây là cho vào nước ha, nước lạnh. Rồi. Đó, cho cà rốt ra xong rồi đó. Thì tiếp tục mình sẽ chần cái phần cà rốt, cái phần nấm nè, nấm đùi gà này. Mình sẽ đun thêm khoảng 3 phút nữa là khoảng 5 phút ha. Cho phần nấm nó cũng khá chín đi. Rồi, bây giờ mình Phương sẽ vớt ra luôn. Mình sẽ vớt và mình để trong cái rổ chung với cà rốt luôn hết quý vị. Về cái phần nước này á, thì mình để nước lạnh mà chúng ta để vô tủ lạnh trước á, hoặc là để đá vô cho nó lạnh cũng được nha. Rồi, bây giờ thì vớt lên và để gỗ nè cho nó ráo nước nha. Sau khi mà đã ráo nước rồi, mình sẽ tách cái phần nấm đùi gà này ra riêng một bên để vô cái tô và mình ướp gia vị. Gia vị thì rất là đơn giản, một muỗng cà phê nước mắm chay. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị cho mình một muỗng cà phê hạt nêm chay từ nấm, rồi một xíu bột ngọt nha. Ai thích tiêu cho nó cay cay thì có thể cho xíu tiêu vô cũng được. Tàn lát mình ăn với tương ớt á, nên cũng cay rồi. Lát mình sẽ chia sẻ luôn cách pha tương ớt nha quý vị. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái phần cà rốt ra. Ra một cái
cái mâm này đi, đẩy ra đây, sau đó cho một miếng nấm đó, để vậy rồi mình sẽ cuộn thôi. Cái này là tùy vào độ khéo tay mà cái phần nấm nó cuộn của mình nó sẽ đẹp mắt không hết quý vị. Mình sẽ dùng một sợi dây để mình cuộn. Sợi dây này trước khi mà chúng ta làm á thì chúng ta sẽ chần qua nước sôi trước nha. Rồi mình để qua bên cho nó ráo nước, rồi lát mình đem đi mình cuộn. Rồi, giờ mình để xong rồi nè. Đó, mình sẽ cuộn nè, quý vị nha. Mình có thể cuộn hai nụt cho nó chắc nha. Có cái phần cà rốt á, mình cuộn thì phần nấm nó ít bị ấy lắm. Nó ít bị nát quý vị. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ cuộn thêm một cái nữa nha. Đó, nhẹ nhàng thôi, cuộn tròn lại. Mình cuộn miếng cà rốt này mình rất là dễ cuộn. Có cái phần nấm mình xiết lát nó sẽ bị đứt quý vị. Đó, cà rốt thì dễ cuộn hơn. Rồi, dây dài quá thì chúng ta sẽ cắt bỏ ha. Cứ thế thì mình sẽ cuộn các cuộn còn lại. Đây, bây giờ thì quý vị sẽ pha cho mình cái phần bột để mình chiên á. Thì mình sẽ pha ở đây là 3 muỗng bột chiên giòn nha. Rồi, bây giờ là nước. Nước thì mình cho từ từ. Mình cho 3 muỗng vô trước đi. Mình quậy sơ một cái. Đợt lát mình hãy cho thêm. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm 2 muỗng nước nữa. Cái này là bột chiên giòn mà dạng pha với nước á. Rồi, bây giờ mình sẽ quậy đến khi mà nó sền sệt gì nè. Không, hoặc nó sền sệt giống như trứng vậy là được. Bây giờ mình cho cái những cái cuộn mà mình mới có cuộn lại mới nãy á. Đó. Rồi, bây giờ trộn lên. Hết cái này mình đem chiên rồi mình trộn tiếp ha. Tại vì mình để bột cũng vừa với cái phần này thôi quý vị. Rồi, bây giờ thì bắt chảo lên. Cho chảo hơi nóng nóng, cho dầu vô. Đợi dầu nó sôi lên ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho những cái cuộn này vào. Đó, bây giờ mình chiên nè, mình sẽ cho vào. Đó, cho từ từ vào hết quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta cứ chiên từ từ thôi, nên hạ lửa nhỏ xuống một xíu. Mình chiên từ từ đến khi nào nó vàng đều hết các mặt này là được. Đó, nhớ đảo qua đảo lại cho nó đều nha. Đó, chúng ta cứ đảo qua đảo lại cho nó vàng hết các mặt. Nấm mới nãy thì cơ bản cũng đã chín rồi, giờ mình chiên sơ lại nó là được rồi đó quý vị. Cái nó vàng lên gì là được rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho những cái phần nấm mới nãy vào trong bột và mình để ra mình chiên ha. Đó, quý vị thấy nè. Rồi sau đó thì chúng ta cứ đem cái phần nấm này ra thôi. Bây giờ thì cứ cho ra ngoài rổ hết đi. Có thể lót miếng giấy thấm dầu dưới đây cũng được hết quý vị. Giờ nó vàng ươm hết nè, trông rất là ngon rồi đó. Bây giờ Quỳnh Phương sẽ bắt đầu chia sẻ cách pha cái phần tương ớt để mình ăn kèm ha. Đơn giản lắm, thì một muỗng tương ớt nè. Tiếp theo là một muỗng tương cà. Rồi, quý vị cho thêm một xíu đường vô. Xíu bột nêm vô ha. Và quý vị cũng chuẩn bị có thể cho xíu bột ngọt cũng được. Rồi mình cho một muỗng nước ấm hoặc là nước nóng cũng được nữa cho vào. Và mình đánh tan lên cái phần gia vị này lên, trộn hỗn hợp cho nó đều lại. Nêm nếm cho nó vừa khẩu vị gia đình mình là được. Vậy là mình đã hoàn thành xong. Đó, cái món nấm cuộn thơm ngon. Lâu lâu ăn với bún, bánh hỏi hay là đơn giản mình ăn với cơm trắng cũng đều rất là ngon. Đó. Nếu ngán thịt lộ chay thì mình làm cái món này ăn cũng rất là ngon hết quý vị. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo ạ.